Di Lạc Bồ Tát Đây là vị Phật Sẽ hạ sanh trong tương lai Hiện là hậu bổ Phật Ở trời đâu xuất Thế gian này Có không ít người hâm mộ Di Lạc Bồ Tát Vì biết tương lai Ngài sẽ đến thế gian này để thành Phật Chúng ta đều rất thích Làm đệ tử của Ngài Giống như Xá lợi Phất, một kiền liên đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Có rất nhiều người muốn sanh về nội diện đâu sức. Tương lai, Bồ Tát xuống đây làm Phật, thì họ đi theo xuống làm đệ tử. Tâm nguyện này rất tốt. Tuy nhiên, đến nội diện của trời đâu sức, đâu phải chuyện dễ. tu học pháp môn này thường gọi là di lạc tịnh độ tu di lạc tịnh độ còn khó hơn so với di đà tịnh độ trong kinh di đà nói hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bảy ngày thì có thể được giảng sanh di lạc tịnh độ bảy ngày thì không thể giảng sanh không dễ dàng như vậy Di Lạc Bồ Tát là tổ sư của Pháp Tướng Duy Thức. Là chuyên gia có uy quyền của Pháp Tướng Duy Thức. Nếu bạn không thể xây dựng một nền tảng thật tốt ở trong Pháp Tướng Duy Thức, e rằng Ngài không nhận bạn. Điều này khó với lại đích thực pháp tướng duy thức cũng không dễ học ngày nay trên thế gian này các vị pháp sư đại đức mà tôi biết có nghiên cứu pháp tướng duy thức đích thực là không nhiều tại singapore có pháp sư diễn bồi Ngài chuyên nghiên cứu Pháp tướng duy thức Đối với duy thức tông Ngài thật sự có tâm đắc Ngài tu di lạc tịnh độ Cho nên rất không dễ dàng Tuy nhiên nếu chúng ta thật muốn gặp di lạc Bồ Tát Thì tôi có một bí quyết còn dễ dàng hơn thù thắng hơn pháp sư diễn bồi vì sao vì ngài sinh vào nội viện di lặc là làm học trò của di lặc bồ tát gặp được thầy đương nhiên phải cung kính không dám tùy tiện nói chuyện chúng ta cầu sanh tây phương tịnh độ hơn nữa nhất định nắm chắc phần giảng sanh khi sanh đến thế giới tây phương cực lạc làm học trò của a di đà phật di lạc bồ tát cũng là học trò của a di đà phật chúng ta đến nội viện đi dạo là gặp được bậc đàn anh điều đó thì khác hẳn phải không đây là bí quyết đi đường tắt cho nên chúng ta muốn tìm di lạc bồ tát không khó hơn nữa phần sau của bộ kinh này từ phẩm 32 Di Lặc Bồ Tát là đương cơ kinh du lượng thọ có hai vị đương cơ phần đầu là tôn giả A Nan nửa phần sau là Di Lặc Bồ Tát do đây có thể biết Di Lặc Bồ Tát sau này thành Phật nhất định sẽ giảng tình độ tam kinh nhất định cũng khuyên người niệm a di đà phật cầu sanh thế giới tây phương cực lạc có thể quý vị sẽ hỏi di lặc bồ tát khi nào sẽ đến thế gian này của chúng ta để làm phật thích ca mâu ni phật trong kinh di lặc hạ sanh có nói phải tới năm trăm 576 triệu năm sau. 576 triệu năm sau thì Di Lạc Bồ Tát mới đến thế gian này của chúng ta để làm Phật. Chúng ta vừa nghe thời gian này. Ôi chào, quả là con số thiên văn. Quá dài đi. Đây là sự thật. Thời gian này được tính như thế nào? chư vị phải biết Di Lạc Bồ Tát hiện đang ở trời đâu xuất Một ngày ở trời đâu xuất bằng 400 năm của nhân gian chúng ta Một năm cũng là 365 ngày Thọ mạng của Ngài là 4.000 tuổi Quý vị tính thử con số này là biết ngay. Là hơn 570 triệu năm, Ngài mới từ trên đó xả báo thân. Hạ sanh đến thế gian này của chúng ta thì hiện thành Phật. Hiện nay, có một số người dùng lời yêu mị mê hoặc quần chúng nói rằng di lặc bồ tát đã hạ sanh rồi nói rằng di lặc bồ tát đang làm giáo chủ nơi đây lời yêu mị mê hoặc mọi người này không có căn cứ cho nên chúng ta nhất định y pháp bất y nhân phải nghe theo những lời dạy trong kinh điển đó là chính xác trên kinh không có thì đó là lời đồn nhảm nhất định không thể tin nghe